Rồi, hello anh em nhá. Hôm nay lên hình cho các bác anh em họ mì quá là đẹp luôn. Đấy, chị mới về nha các bác nhá, vừa về sáng nay thôi. Đấy, bây giờ là 12 giờ trưa. Em cũng chưa kịp tắm rửa từ đâu nên là lông lá nó cũng không được đẹp lắm. Thì, nhưng mà em này thì dáng dấp ngoại hình thì quá đẹp luôn các bác nhá. Lông lá này thì rất là đơn giản thôi, anh em mình cho tắm đi một cái là đẹp đẽ mượt mà ngay. Đấy, chim rất là đẹp, đuôi xòe nha các bác nhá. Đấy. Em này nói chung là tổng thể dáng dấp ngoại hình thì quá đẹp rồi. Em này nếu mà có chim đực đấu thì nó xòe to đẹp cái này rất là nhiều các bác nhá. Đấy. Đấy, các bác nhìn bản đuôi các bác biết bản đuôi rất là to luôn. Đấy, và đặc biệt là chim rất là mau mỏ các bác nhá. Đấy, hót suốt trong hộc từ lúc về luôn. Đấy, hôm nay trời nó cũng đang mưa nữa nên là em chưa cho tắm được. Để chắc quay clip xong nha các bác thì sẽ mang em nó ra tắm. Đấy, trời lại mưa to rồi các bác ơi. Trời mưa nhưng mà chim nó điện đóm nó căng, nó ổn định. Đấy, em chuyển ở trên bản về nhưng mà về nhà cái là chơi luôn rồi. Em cho ra lồng cái chơi luôn. Em cho nó uống nghỉ ngơi thì chắc được khoảng 30 phút thôi là lên video này cho các bác. Em này thuần khoảng được 90% thì các bác nhé. Hót thì bất chấp luôn. Hót quá tốt. Đầu mặt cũng rất đẹp anh em nhé. Chim thuần nó hơn 2 năm lồng rồi. Là anh em mình nó chơi cũng rất là dễ thôi. Đấy, trời mưa nước vào nó vẩy đi các bác kìa. Anh em có thể nhìn trong clip anh em có thể thấy được. Bây giờ bắt đầu hạt mưa cũng khá là nhiều rồi. Đấy, trời nó âm u nên là nhìn con chim nó không được sáng màu nhé các bác nhá. Nhưng mà nếu các bác nhìn ở ngoài thì nó sáng sủa này đẹp hơn này là đấy. Bởi vì là trời đang mưa nên là bầu trời nó âm u các bác. Đấy, này thì các bác để thi thoảng xách đi cà phê cà pháo thì đúng là vô tư luôn. Thì chim chơi rất là tốt. Đặc biệt là quá đẹp luôn các bác ơi. Rồi nước mưa nó bị rơi vào cái ống kính máy quay này của em rồi. Nó hơi mờ tí các bác thông cảm nhá. Rồi em xin dừng video tại đây nha các bác nhé. Bởi vì là nước nó bị rơi vào cái ống kính máy quay này. Em xin phép các bác là để em lau đi. Xong em sẽ quay tiếp cho các bác xem. Em quay tiếp cho các bác xem nha các bác nhá. Bởi vì nước nó rớt vào nên em lau nó không hết được các bác. Nên là các bác xem tạm nhé. Nước mưa nó bắn vào. Vâng. Quá tốt luôn nha các bác nhé. Chị mới về mà thể hiện như này là quá ok rồi.